Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Hai tay mình đặt vào cái đầu gối xem có chênh lệch nhiệt độ không? Hai bên nhiệt độ có bằng nhau không? Hay là một bên ấm hơn và một bên mát hơn? Đầu gối, một bên ấm hơn, một bên mát hơn phải không? Rồi ai một bên ấm hơn, một bên mát hơn, chúng ta ngồi phía bên này. Tức là ngồi từ đầu anh thì sao ạ? Có khớp gối luôn này. Có khớp gối là chỗ nào? Bây giờ chị bị cái bên một bên nóng bên lạnh không? Thì là ngồi phía đầu này. Còn những ai mà hai chân bằng nhau cũng một bên nóng bên lạnh luôn à? Mà có đau có sưng không? Bên nóng có sưng hơn không? Mà đau hơn á? Ok. Rồi, vậy là một bên. Còn những người nào mà bị khớp gối mà không có bị chênh lệch nhiệt độ, mình ngồi phía cuối kia. Ngồi sát đằng kia, mình ngồi sát đằng ra phía cửa. Rồi, nóng nóng lên làm bao nhiêu người? Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra hai đầu gối, cái nhiệt độ nó có chênh lệch hay không, để chúng ta kiểm tra xem có sưng, có viêm không. Rồi bây giờ những người thầy chữa có thể kiểm tra cái khớp gối của cái người bệnh nhân đối diện của mình ha. Những người thầy chữa này đều là những người lần đầu tiên đến trung tâm ha. Không có quen biết gì người bệnh cả và cũng chưa có học bao giờ. Rồi, mình kiểm tra mình thấy sao? Thấy sao ạ? Dạ, bên nóng bên lạnh mình nhớ bên nào nóng chưa? Rồi, một bên nóng một bên lạnh. Rồi bây giờ, rồi những người mà sẽ thầy chữa đó, mình sẽ cầm viên đá và mình sẽ trà nhẹ. Mình sẽ trà nhẹ vào cái quanh cái khu đầu vực đầu gối của bên nóng á, của cái chân nóng á, đúng rồi. Trà nhẹ, trà đúng rồi. Mình trà từ từ, mình trà đầu gối rồi mình trà rộng xung quanh. Đó. Mình có thể ngồi thấp xuống được không? Mấy người thầy chữa mình ngồi thấp xuống được không? Rồi mình trà cho nó dễ nha. Rồi trong lúc mình trà, cái ngón tay còn lại mình sẽ đi rờ, mình tìm cái điểm đau. Mình có đi tìm được điểm đau không? Có điểm đau không ạ? À đó, chỗ nào đau nhất thì mình đặt viên đá vào đó lâu hơn chút. Rồi tìm cái điểm đau mình đặt đá lâu hơn chút. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục trà. Cái tôi đặt đúc đầu vô thì không được. Yeah. Tại vì mình phải để đúng rồi mà. Khi mà trường lạnh như này chị nghe nó có đỡ đau hơn không? Nhẹ hơn không? Nghe nó nhẹ hơn. Nãy là nó mỏi mà bây giờ nó đỡ mỏi. Chút nữa đứng lên ngồi xuống nó sẽ khác này. Xíu nó cũng không có còn căng căng cơ. À nó bớt căng rồi ha, nó nhẹ nhàng hơn ha. Rồi bây giờ chị đứng lên ngồi xuống đi. Tới xe chỗ kia kìa. Nghe so với lúc trước thì sao? Nó nhẹ cái phần căng cơ. Nghe nó có so với lúc trước ra. So với lúc trước thì nó khỏe nhiều. Với lúc trước thì nó cái cơ nó cứng dữ lắm. Dạ ngồi không có được luôn. Bây giờ thấy nó đỡ. Có hơi chút. Chị nghe. Nãy của tôi thì nó đang mỏi cả hai chân. Bây giờ hết mỏi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh,
số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.